Phế liệu xây dựng và phá hủy ở San Jose tiếp tục là yếu tố lớn nhất trong luồng rác thải tính theo trọng lượng. Đó là lý do tại sao Sở Dịch vụ Môi trường của thành phố San Jose đã tạo ra chương trình tái chế phế liệu từ xây dựng và phá hủy. San Jose yêu cầu 75% phế liệu xây dựng không được chuyển vào các bãi rác thải và tái chế. Mục tiêu là đến năm 2022 đạt được cuộc sống không rác thải. Vậy chương trình này hoạt động như thế nào? Nếu quý vị đang lên kế hoạch thực hiện bất cứ công việc về kết cấu, điện, đường ống hoặc cơ khí, trước tiên quý vị có thể cần giấy phép xây dựng. Có những ngoại lệ, hãy xem tài liệu về xây dựng để biết thêm chi tiết. Quý vị sẽ làm việc với nhân viên thành phố để xem xét dự án của mình và xác định xem dự án của mình có cần đặt cọc không, và nếu có thì bao nhiêu phế liệu mà dự án của quý vị sẽ tạo ra. Ước tính này sẽ xác định số lượng tiền đặt cọc để dịch chuyển. Các dự án đủ điều kiện phải thanh toán đặt cọc để hoàn thành quá trình cấp phép. Khoản đặt cọc này có thể được hoàn trả sau khi dự án của quý vị hoàn thành. Nếu quý vị nộp giấy tờ thể hiện quý vị đã dịch chuyển phế liệu như thế nào? Quý vị có 3 phương án dịch chuyển phế liệu. 1. Quý vị có thể tái sử dụng cho mục đích khác. 2. Quý vị có thể cho đi. Hoặc 3. Quý vị có thể mang phế liệu tới cơ sở dịch chuyển được thành phố chứng nhận. Quý vị có thể tự vận chuyển phế liệu hoặc quý vị có thể thuê đội vận chuyển được thành phố ủy quyền. Nếu quý vị hoặc đội vận chuyển đổ rác bất hợp pháp, quý vị có thể bị phạt lên tới 10.000 đồng vì đổ rác bất hợp pháp. Tại cơ sở dịch chuyển được thành phố chứng nhận, quý vị nhớ cung cấp số giấy phép xây dựng để họ có thể in thông tin đó trên các thẻ trọng lượng. Để yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc, vui lòng nộp đơn đầy đủ cùng với tất cả các thẻ trọng lượng trong vòng 1 năm kể từ ngày cuối cùng của dự án. Chuyện gì sẽ xảy ra với phế liệu sau khi được vận chuyển đến cơ sở dịch chuyển? Các vật liệu này được cân và phân chia theo loại vật liệu. Khi đã được phân chia và xử lý, các vật liệu này sẵn sàng để được mua cho các dự án xây dựng mới. Ví dụ, gỗ chưa xử lý được tái chế thành gỗ vụn làm vườn an toàn và không độc hại. Với sự giúp đỡ của quý vị, chương trình tái chế phế liệu xây dựng và phá hủy có thể ngăn rác chuyển vào các bãi rác thải, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.